từ 69 hồ sơ của 39 đơn vị đề cử. Hội đồng giải thưởng đã chọn ra 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhận giải thưởng khoa học công nghệ quả cầu vàng năm 2024. 10 cá nhân nhận giải thưởng đều có thành tích xuất sắc, có bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, có nhiều công bố quốc tế chất lượng cao, nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong đó, lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tự động hóa có 3 cá nhân, công nghệ y, dược có 1 cá nhân, công nghệ sinh học có 1 cá nhân, công nghệ môi trường có 2 cá nhân và công nghệ vật liệu mới 3 cá nhân. Mỗi cá nhân đạt giải thưởng được nhận huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, quốc quả cầu vàng, giấy chứng nhận đạt giải thưởng và phần thưởng tiền mặt 20 triệu đồng. Giải thưởng khoa học công nghệ quả cầu vàng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức từ năm 2003 nhằm phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ Việt Nam không quá 35 tuổi tính đến năm xét trao giải, đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở trong hoặc ngoài nước. Giải thưởng hướng đến mục tiêu phát triển đội ngũ nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Giải thưởng được trao hàng năm, mỗi năm có tối đa 10 cá nhân được nhận, thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, công nghệ y, dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu mới.